Đẩy xuống, nâng lên, đẩy xuống, nâng lên. Đây là phao tập thể lực và tập vật lý trị liệu ở dưới nước nha các bạn. Hàng của thương hiệu Speedo, tên của nó là Herodis. Cặp phao này là mình dùng để tập các bài tập để về vật lý trị liệu dưới nước nha. Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh của Thầy Chiến Dạy Bơi. Thì ngày hôm nay mình và một anh học trò của mình sẽ tập những bài tập vật lý trị liệu dành cho phần tay và vai để tăng thể lực tay vai, đồng thời giảm thiểu triệu chứng đau vai nha. Khi mà các bạn bơi nhiều hoặc là tập thể dục nhiều thì các bạn có khả năng là bị đau vai, mỏi vai một bên, thì đây là một bài tập nha. Các bạn đứng vững, hạ thấp người xuống, tay duỗi thẳng. Sau đó thực hành cùng với thầy nha. Động tác này mình sẽ đẩy thẳng ra, thu tay lại, đẩy thẳng ra, thu tay lại, đẩy ra thì hít vào, thu lại thì thở ra nha các bạn. Đẩy ra, hít vào, thu lại, thở ra. Tiếp tục tập luyện. Thu lại, đẩy ra, thu lại, đẩy ra. Các bạn lưu ý là làm từ từ thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta đổi chân. Đổi chân nó sẽ cũng tác động vào cái phần vai và cột sống của bạn thay đổi đó nha. Đẩy ra, thu vào. Hôm nay thầy Chiến và anh trai này tập vào trời nắng cho nên là đội cái mũ tập bơi này nha. Cái mũ này là che nắng trước mặt và sau gáy và che được cả hai bên luôn. Rất là thích hợp cho các bạn đi bơi nhưng mà không cần hụp đầu xuống. Rồi chúng ta đổi động tác. Đẩy xuống, thu lên, đẩy xuống, thu lên, đẩy xuống, thu lên. Hít vào nè, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Những bài tập này nhìn đơn giản nhưng mà nó đem lại hiệu quả cực kỳ cao nha. Khi mà các bạn cầm phao và các bạn tập như thế này, các bạn sẽ cảm nhận được rất là tốt. Những ai mà thường xuyên bị tình trạng đau vai thì nên tập những bài tập này nha. Bây giờ đổi động tác nè. Đưa tay dang ngang, sau đó kẹp tay vô đùi. Nâng lên, kẹp xuống. Nâng lên, kẹp xuống. Nâng tay lên, kẹp tay xuống. Cứ như vậy nha các bạn. Mỗi động tác các bạn làm khoảng 10 đến 15 nhịp. Làm thật nhẹ nhàng và hít thở thật đều nha. Nâng lên, hạ xuống. Nâng lên thì hít vào nha. Hạ xuống thì thở ra. Nâng lên, hít vào. Hạ tay xuống, thở ra. Nâng lên, hít vào. Hạ xuống, thở ra. Đó. Các bạn có thể đứng chân ngang như vậy nha. Rồi, đổi động tác nè các bạn. Rồi, động tác tay trước, tay sau nha các bạn. Đẩy tay phải ra, thu tay trái vào. Đẩy tay trái ra, thu tay phải vào. Và ngược lại. Đẩy ra, thu vào. Tay này đẩy ra, thì tay kia các bạn thu vào nha. Nhịp nhàng, hít thở đều. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Bài tập này thì các bạn đứng chân trước, chân sau nha. Như thế này thì tư thế của các bạn sẽ vững hơn. Đẩy ra, thu vào. Đẩy tay trái ra, thu tay phải vào. Nhẹ nhàng nha, hít thở đều đặn. Tập này khá là vui các bạn. Động tác tiếp theo đó là động tác đẩy phao xuống dưới nha các bạn. Hai tay các bạn sẽ cầm phao. Đẩy xuống, nâng lên. Đẩy xuống, nâng lên. Đẩy xuống, nâng lên. Đẩy xuống, nâng lên. Những người cao tuổi á, đa số là sẽ bị những vấn đề về đau lưng, đau khớp, đau vai.
rồi bị chèn ép các dây thần kinh, rồi đốt sống này nọ. Khi mà những người cao tuổi tập những bài như thế này, tập những động tác như thế này thì sức khỏe cải thiện đáng kể nha các bạn. Mình có nhiều học viên lớn tuổi, ngoài việc học bơi cho đúng thì các cô các chú ấy vẫn tập thường xuyên những bài tập này để cải thiện cái phần đau lưng, đau khớp của những cô chú ấy nha. Rồi bây giờ đổi động tác tiếp. Hai phao các bạn cầm qua hai bên, sau đó các bạn dang tay ngang hoặc là đặt ra đằng trước, các bạn đá chân sải, đầu giữ nổi nha. Động tác này sẽ tốt cho phần vai và phần lưng của các bạn. Rồi quay ngược lại thôi, cầm phao hai tay trước mặt, đá chân nhẹ nhàng ngẩng đầu. Động tác này các bạn không cần phải làm một đoạn quá xa đâu, các bạn cứ làm một đoạn ngắn vừa sức thôi. Cảm thấy hơi mệt là các bạn có thể đứng lại nghỉ ngơi một xíu. Nhớ là nguyên tắc của vật lý trị liệu là làm nhẹ nhàng, từ từ và không quá sức nha các bạn. Không nên làm quá sức, không nên làm quá nhiều, nó sẽ lại bị là tác dụng ngược đấy, nghĩa là nó sẽ mệt hơn đó các bạn. Rồi buổi tập vật lý trị liệu của mình và anh học trò hôm nay đến đây là xong rồi. Sắp tới mình sẽ ra nhiều phần hơn để các bạn có thể tập theo và cải thiện những vấn đề về đau lưng, đau cột sống nha. Mình là thầy Chiến dạy bơi đây, chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn bơi tốt nha. Bye bye và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.